Các quan chức Ukraine đã chỉ trích đề xuất của tránh văn phòng Tổng thư ký NATO Jistan Jensen sau khi ông này cho rằng Ukraine có thể nhượng lại lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình và gia nhập liên minh quân sự này. Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak, đã bác bỏ đề xuất từ bỏ lãnh thổ Ukraine để đổi lấy tư cách thành viên NATO. Ông cho rằng giải pháp duy nhất là phương Tây tăng tốc cung cấp vũ khí. Trong tuyên bố trên Twitter, ông Podolyak nêu rõ, đổi lãnh thổ để lấy một chiếc ô an ninh của NATO là điều nực cười. Nếu Tổng thống Putin không chịu thất bại nặng nề, nên chính trị ở Nga không thay đổi và tội ác không bị trừng phạt, thì chiến tranh chắc chắn sẽ quay trở lại khi Nga tham vọng nhiều hơn nữa. Trước đó, ngày 15 tháng 8, tránh văn phòng Tổng thư ký NATO, ông Jistan Jensen cho rằng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu có khả năng cung cấp cho Ukraine một thỏa thuận. Theo đó, nước này sẽ từ bỏ lãnh thổ, song đổi lại được trở thành thành viên NATO. Theo ông Jensen, một ý tưởng như vậy đã được thảo luận trong NATO như một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cũng chỉ trích đề xuất này. Các cuộc thảo luận về việc Ukraine gia nhập NATO với điều kiện phải từ bỏ một phần lãnh thổ của mình là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi luôn tin rằng NATO, giống như Ukraine, không bao giờ muốn trao đổi lãnh thổ. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức dưới quyền ông khẳng định họ sẽ không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Tổng thống Putin, đồng thời không ngừng chiến đấu để giành quyền kiểm soát các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson hoặc Zaporizhia mà Nga sắp nhập sau cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 9 năm 2022. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố sẽ giành lại bán đảo Crimea từ tay Nga.